Vâng, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Tĩnh và bạn Phan Hải ạ. Về tình trạng thiếu máu thì bệnh nhân nên sử dụng tăng cường những thực phẩm giàu sắt, giàu axit folic, giàu vitamin B12 và vitamin A. Thế thì sắt thì sẽ có nhiều trong các loại thịt đỏ, lòng đỏ trứng, rau màu xanh đậm, cải xoăn, cải bó xôi, các loại đậu. Axit folic sẽ có nhiều trong ở ngũ cốc, bánh mì hay các loại rau xanh đậm và các loại đậu, như cũng giống như ở trong sắt. Vitamin B12 sẽ có nhiều trong các loại cá, trứng và các loại sữa. Vitamin A thì sẽ có nhiều trong cà rốt, trong cà rốt, trong rau xanh, trong ớt đỏ, trong dưa hấu, trong đu đủ. Thì đấy là những cái loại thực phẩm mà bệnh nhân nên tăng cường sử dụng để có thể làm giảm cái tình trạng thiếu máu của bệnh nhân ạ.